là bước đời em về lối nào, chân bước ngả nghiêng dưới đèn muôn màu. Ái tình mùa bán đêm trao, em mơ giấc mộng lâu cao, em nào nghĩ đến mai sau. Rồi tháng rồi năm hoa nhụy duyên kiếp đời em thôi đã lỡ là. Tiếng đời muôn kiếp em mang bao năm bước vòng dấu sang, nhanh như khói mây qua. Em ơi chứ tình sao em đành bỏ, em vội quên lời mẹ cha, chạy theo khúc ngọc lùa là năm tháng xa hoa em đông nhớ. Vâng, Mai Cồ Audio xin được mến chào toàn thể các bác. Tiếp tục những trích đẩy DenNet hàng bái xịn model DMA6 lên đường phục vụ các bác nhé. Hiện tại thì hai trích đẩy này là em đã test ok để trước khi lên đường cho các bác. Số lượng thông báo với các bác cách đây 4 hôm là 30 chiếc, hiện tại thì còn 16 chiếc thôi đó các bác nhá, 16 chiếc ạ. Và lời đầu tiên thì rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng và sử dụng dòng sản phẩm bên Mai Cồ Audio. Có những bác thì đã mua những chiếc này lần thứ 3 rồi các bác nhá. Vì những cái dòng đẩy DenNet này thì bên em làm cũng phải rơi vào 3 năm nay rồi. Thứ nhất là vì cái chất lượng linh kiện, cái sự bền bỉ của nó, và cái thứ hai là cái chất âm nó hay. Sạch tiếng với lại sắc nét. Đây như các bác được nghe em đánh trực tiếp đẩy các bác nhé. Là bước đời em về lối nào, chân bước ngả nghiêng dưới đèn muôn. Đây là một loa này các bác nhé. Đây em đang đánh trực tiếp trên điện thoại của laptop này. Đẩy luôn các bác nhé, nó đẩy ra loa luôn. Rồi tháng rồi năm hoa nhụy úa tàn, duyên kiếp đời em thôi đã lỡ là. Tiếng đời muôn kiếp em mang bao năm ước vọng giàu sang, nhanh như khói mây qua. Model A6 này kể cả A5 nhé, đợt này về hàng nó rất là đẹp, phải rơi vào tầm 85 đến 92-93% rồi các bạn. Thì với phiên bản này là phiên bản cao cấp thì tất cả đều là dòng tụ nhôm các bác nhé. Đó các bác nhìn những cái vỉ mạch về công suất đều là tụ nhôm hết, với lại tụ gốm các bác nhé. Thì với những cái phiên bản này thì đều có cái vỉ lọc nâng lời cũng như là chi tiết khi mà nhạc đầu vào, thì em cũng luôn nói với các bác rồi. Đó, các bác nhìn này rất là lắm tụ nhôm, tụ gốm để xử lý nha các bác nhìn này. Đó, một cái vỉ lọc rất là chi tiết ở đằng sau này, cho nên là mới cho ra cái chất âm nó sắc nét và chi tiết như vậy. Thì hai chiếc này thì em đã test tất cả đã ok. Đó, chiếc nào cũng còn rất là mới các bác nhìn này, rất là đẹp. Thì có những chiếc nó còn cả tem các bạn, có cả tem thì cũng có 3 bác đặt thì nguyên cả tem luôn. Thì bên em sẽ không bóc tem nhé, không bóc tem thì về các bác có thể bóc tem ra các bác thổi, hay là các bác để nguyên như vậy. Bên em sẽ dán thêm một cái tem của bên em nữa, đó là cái tem bảo hành các bác nhé, tem bảo hành. Còn mới đẹp như thế này thì các bác không cần phải thổi làm gì, không phải mở làm gì. Vì bên em về số lượng 30 con thì bên em có mở 5-6 con thì nó đều như nhau hết. Nó vì cùng một lô mà các bác. Thì cũng hướng dẫn các bác luôn. Thì ở đây thì các bác có thể đấu hai loa, thì các bác đấu một là new trích này, hai là cái rắc khóa bình thường nhá. Đây, nó rắc xiết như vậy nhá. Cái tiếp theo thì ở đây là 4 quạt các bác, 4 quạt nhưng mà các bác chạy phải tầm 15-20 phút hoặc 30 phút thì bắt đầu quạt mới quay các bác nhé. Nếu mà các bác đánh công suất lớn nhanh thì nó sẽ quay nhanh, còn không thì nó sẽ lâu quay một chút. Đó, nó mới tự làm mát. Khi nào các bác đánh nhẹ như này này, đánh nhẹ như thế này thì cái phần tải nhiệt nó không nóng nữa thì nó tự động nó lại ngắt quạt. Đấy, bây giờ nóng nó lại tiếp tục chạy. Ở đây thì có chế độ là đánh từ 0,775V cho đến 1,5V. Thì nếu mà các bác đánh từ loa 25, 30 thì các bác để ở mức cuối cùng nhất này, 0,7 này các bác nhé. Còn các bác đánh với những dòng loa ví dụ như là 15, 16, 20 chẳng hạn thì các bác gạt lên chế độ 1 hoặc là chế độ 1,5V để cho nó đánh nhẹ hơn một chút thì đỡ hỏng loa. Công suất nó lớn cho nên là nó có cái mức thang này rất là hay. Ở đây thì có chế độ Scale này, Paramat này, Begin là dồn kênh nhé các bác nhé. Dồn kênh ở đây thì các bác có thể đấu ở đây. Nếu mà các bác để chế độ dồn kênh thì sẽ đấu là cổng đỏ này và cổng đỏ bên này. Đó, đây các bác nhìn thấy Begin này ạ. Cộng là bên trái và trừ là bên phải. Đó, có ký hiệu rất là chi tiết ở đây các bác nhé. Thì với cục đẩy này thì công suất đạt thường của nó tầm khoảng 700W trở lên. Đó, 700W trở lên, khi các bác đánh max thì lên được khoảng 900W. Thì các bác có thể chơi được với những đôi 30. Đó. Hoặc là các bác đánh với những đôi 40, con 76 đánh gia đình thì ok. Đó. Chế lên rất là hay nha các bác nhé. Nguồn đồng 100% các bác nhá, nguồn đồng, nguồn zin của nó nhá các bác nhá. Tất cả hàng bao zin 100%. Thôi tả từ đêm nay, mai về trên phố thì đêm màu. Đó các bác nghe cái âm sắc rất là nét các bác nhá. Còn đâu câu bên lâu thì thốt trên đầu. Các bác nghe cái giải lời nó rất là sắc nét luôn. Đó, chép rất là mềm. Đó các bác nghe nhá. Đó, quá chất rồi các bạn. Lời nó lên rất là sắc, về căn bản là nó có cái vỉ lời, vỉ nâng lời đây này các bạn này. Đấy, hỗ trợ lên rất là tốt cho các bác nhá, lên rất là tốt. Vâng, ok, em cũng xin được kết thúc video. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm cũng như là sử dụng các cái dòng sản phẩm bên Mai Cồ Audio. Những chiếc này thì bên em sẽ lại đóng nắp lại này, dán tem bảo hành. Tất cả những cái dòng hàng này bên em sẽ bảo hành 6 tháng các bác nhé. 6 tháng, trong vòng tháng đầu bên em sẽ hỗ trợ đổi một nếu mà có lỗi. Đó, còn tất cả thì bao zin, đó, bao đẹp như vậy các bác nhé. Một lô DenNet. Bên em có cả A5 thì công suất sẽ nhỏ hơn, giá thành sẽ thấp hơn một chút các bác nhé. Với A6 là 4 triệu, còn A5 của nó thì 3.500.000 nhé, 3 triệu rưỡi đó. Đó. Nói chung là lô này là quá là đẹp. Hiện tại thì ít có lô nào đẹp như này. Ok các bác nhá, xin được hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.